Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Sương Mai Son và bài hát hay nhất. Mình là Nguyễn Quân. Hiện tại thì Quân đang là một ca sĩ. Từ nhỏ thì Quân cũng khá là may mắn là Quân tiếp xúc được với cái đàn guitar. Năm lên lớp 4 thì lúc đó thì ba đem cái đàn guitar về và ba dạy cho mình chơi rồi. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian Quân tiếp xúc cái đàn guitar và sau hơn nữa là Quân tiếp xúc nhiều hơn đối với âm nhạc thì tự nhiên mình cảm thấy mình thích nó, rất nhiều. Quân mong chờ cái chương trình này lâu lắm rồi. Những người viết nhạc, sáng tác nhạc và có thể hát được cái ca khúc của mình ở trên một sân khấu, một sân chơi chuyên nghiệp và lớn như thế thì thật sự là cảm giác rất tuyệt vời. Có nghĩa là Sương Mai Son nó sẽ thể hiện hết được mình là ai, mình là gì, mình như thế nào ở trên sân khấu, nó sẽ bộc lộ được hết tất cả mọi thứ. Hiện tại bây giờ thì đang rất là thoải mái và muốn càng lên sân khấu càng nhanh càng tốt. Đừng bận tâm khi có anh đang kề bên, vòng tay phút này đây.